mãi không hết. Không, cái này là lag server, không phải là lỗi của game. Đây là lag sang server Này thì khác bọn rồi. mình bắn làm sao được anh? Chịu thôi. Thôi cứ cứ bắn, cứ bắn, cứ bắn. 300 Hai ping vãi trăm cả đồi ạ. em À. 200 Khủng khiếp vãi. em đang Đang đường đi bốn co rồi. giật bây giờ. Có người không? Không Cứ anh. thử đi, mình phải bắn được những cái tình huống ping như thế này mình mới gọi là pro chứ. Đúng không mấy đứa? Pro gì bắn cầm gây thêm càng nhiều ức chế. Pro gì Để trả lụa nhặt cái khẩu Uzi hộ cái coi. nhặt nó delay Vãi đấy. nồi ạ. À, thằng Linh à, thằng 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 Dũng nó bảo nó bị delay mà nó nhặt đồ nhanh như một cơn gió vậy. Ngoài có hay sao? Chơi đi. Không, không phải. Vãi nồi ạ. Delay vãi trưởng. Ui. Nhân phẩm, nhân phẩm, nhân phẩm, nhân phẩm cao. Tôi còn 1.94 thế này. Cảm giác nó kiểu delay xong delay cả tiếng nữa sao? Ừ, delay nhiều vãi nồi. Không, không, delay tiếng thì không có. Đây là delay game mà. Có gì đến tiếng đâu. Có thằng nào nhà đỏ không? Anh phi ra này. Không biết luôn. Thôi qua luôn anh ơi. Qua thử biết mà. Đấy, anh qua luôn chứ anh. Rồi, bên nhà đỏ có. Là Nhà bên bố thằng trái. đó. Ừ. Ở casino có thì phải đúng không? Không biết, không biết, không biết, không biết. Có AK ở đây này. Ping tụt được anh. Ờ, ping tụt rồi, ping tụt rồi, ping tụt rồi. Bắn đây, bắn đây. Giết người cái ping tụt luôn. Có AK ở trên nhà em ơi. Ok Linh ơi, anh ơi, ngay ở đây trạm đây. chờ ấy. Mà em ở bên này Linh không rồi. phải lên nữa đâu, anh lấy. Casio có. Trên Chỗ đâu cầu có thang, này. chỗ cầu thang, chỗ cầu thang. Chỗ cầu thang nhá, chỗ cầu thang. Chỗ cầu thang đi lên mái đi em. Chỗ có cầu thang. Ôi, một viên chết, một viên là chết. Siêu yếu luôn anh ơi. Dí nó, dí nó, dí nó. Không, không được, không được, không được, không được. Nghe nó yếu lắm rồi. Ok. À, bên trạm xăng có, Quá bên chà. trạm xăng có người. Cẩn thận mấy đứa ơi. Sao em vẫn cảm giác có lag nhỉ? Mặc dù ping có 30 nhỉ? Đúng đúng đúng, nó vẫn lag mà mình bị lag server rồi. Cái lỗi này mấy nữa anh cũng phải phản ánh để họ sửa. Ở bên trạm xăng có một thằng nhá, nó trốn ở trong trạm xăng ấy, anh nhìn thấy rõ ràng luôn đấy. Đứa nào có thể thì qua mà giết. Chưa thấy gì anh ơi. Nó ở bên trong, nó là Ở ở lắc bên hết. trong trạm xăng. Thì qua đi Linh ơi, đi em ơi. Trời luôn. Ok, chào chị Thỏ Đực nhá, chào tất cả anh em hội viên nhá. Hello anh em. Nghe chưa, nghe chưa? Sao sao sao? Nó qua bên anh này. Cẩn thận Dũng ơi, nó bế em đi đấy. Good job. Này Người rất đúng không? Người đúng không? Đi Fuji rồi. kìa. Nó có đạn xanh không? Cho anh xin ít nào, anh thiếu đạn xanh quá. Đạn xanh ở đây 50 viên. Anh cũng Mấy không tiếng cần thôi. dùng đến, tưởng em cần á. Là sao? Đi bài À, 4 này mọi mọi người đang người. cho nhau cái gì ấy Cho đúng em không? xin cái X3. Anh đây đây X3 này, cho anh xin Cho đạn em. xanh, anh hết đạn xanh rồi. Ai có đạn xanh không? Em có 50 viên thôi. Trong Có trong người này tới, có người mà. tới, người tới, người tới. Bot 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 em ơi. Xem nhà L còn không? Cái ping lúc mà không có người ấy thì cao, cái lúc bắn thì lại thấp. Dị vãi. Nói chung là dạo này nó có nhiều cái kiểu lag lắm anh em, chả hiểu kiểu Em gì luôn. luôn. Ping Một nó trăm hơi năm năm. ảo ấy. Em Chắc ping ảo thôi. em Ping đang 50, em ping 50 để đổi súng mãi không được này. Mình đang bị kiểu cái server lag, mình vào server lag ấy. Em đang một điện thoại một Ok. iPad xem anh nè. Ui, cảm ơn em, thank you em rất là nhiều nhá. Cảm ơn em vì đã ủng hộ anh nhiều đến mức mức như vậy. Thank Đi you. anh. Anh không có Xe đạn, đi. không có đạn thì bắn sao? Thường à. Ô nổ rồi, nổ rồi, nổ Nổ rồi, chết nổ rồi. rồi, nổ rồi. Cho Nổ chết em xin rồi. bình nói anh ấy.
Nó nổ chết luôn rồi, nó nổ chết luôn rồi. Lâu không chơi với Linh, Linh nó quên cả tên em này. Đi 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 đi. Em ra hai súng. Thằng này giàu lắm, thằng này có đeo ba tròn mà. À, thằng này ra từ đeo ba tròn chắc chắn là giàu. Vãi nồi, thanh niên làm quả. Thái Phúc Nguyễn ạ. Làm quả ngã xe luôn ạ, chán. Xe nó gần nổ rồi, nó xong nó phi xuống đồi cái là nổ luôn đấy. Thế mà chứng tỏ là chỉ cần một viên nữa thôi là nổ đúng không? Thế mà không trúng mỡ một viên đi, cày vãi. Thế mà không ăn được. Đúng thẳng. Đây xác nó này. Úi dồi ôi, không ngoài dự tính em ơi, giàu vãi nồi. Cha mẹ ơi. Em ơi, cho anh xin mấy viên đạn vàng nào. Em ơi. Người này. Bót người vậy. Người. Người đúng rồi anh ơi. Người. À, em không có đạn vàng. Cho anh mấy viên đạn vàng nào. Em không có. Vãi nồi ạ. Ai dư đạn vàng. Anh bắn M24 ấy. Vô lý, M24 mà lại kêu là không có đạn vàng, vô lý vãi. Không có viên nào hết. Mọi người có viên xanh cho em một bao. Đây. Đấy, em còn 30 viên trên 30 viên này. Không có đạn xanh đâu. Đạn xanh đây. Được anh. Cần nữa không? Được anh, đang thiếu thốn anh. Ok. Đi. Ok anh. Ai cần nước không? Anh có 10 bình này. Không anh ơi, nước nhiều lắm. Em có nhiều rồi. Này, máu này, ai cần không? Cầm bớt đi. Cho em cái, Này nước, này nước. Cái nữa, đây, kia, nhanh, đây. Ok. Nhanh, hai cái. Hai cái. Thằng ba, thằng. Dừng đây anh. Anh dừng. Vã nó em ơi. À, còn đang bắn kìa. Good job. Còn thằng nữa còn. Good job. Rồi, thằng gần này, thằng gần. Bên phải. Quăng bom này. Good job, còn thêm thằng nữa. Còn thằng gần đây nữa. Đây. Vãi nồi ạ, KS gớm thế các bạn. Ông nào thằng tướng không biết gì nhá, em bắn. Anh không biết gì nhá. Các bạn nhỏ kêu chất lượng, các bạn nhỏ KS vãi nồi luôn đấy. Bắn ghê vãi nồi anh ạ. Kinh quá anh. Tôi buồn các bạn nhỏ lắm. Không ai biết một cái gì hết. Để trả lụa. Biết gì không Linh? Linh biết không? Em chả biết gì hết. Anh chả biết gì hết. Em giết người trong vô thức kiểu mờ rô quá rồi. Thôi. Ở đây có bắn cái trạng của M24 này. Anh có rồi. Mẹ, anh em nhìn tôi sấy không? Sấy gọi là bung cả sủ chúng nó ra. Cả mắt X8 này anh ơi, X8 này. Tí lại hiện tên Linh ATM, tí lại hiện tên của Dũng NG. Cảm giác nó buồn. Anh thế anh lại đổ lỗi cho bọn em. Anh làm anh khó lắm. Em vẫn có đề xuất anh ơi á. Có nghĩa là cái đề xuất này ấy, nó đề xuất kiểu gian đùm lắm. Mới lại cái thứ hai nữa là cái đề xuất của kênh mình ấy nó thấp hẳn đi mà. Hôm nay mình được bên phía YouTube họ liên lạc, họ phân tích kênh của mình ra mà. Cho nên mình cũng đang có khá là nhiều dự định nhưng mà mình không nỡ để kiểu làm hai hướng ở hai kênh ấy. Mình muốn tất cả mọi thứ của mình nó chỉ hiện diện ở trên cái kênh này thôi ấy, nhưng mà mọi thứ đang khó khăn với mình lắm anh em ạ. Mình xem đang rất là mông lung ấy. Sao xem kênh bạn Tuấn lắc quá. Đâu, làm gì đến nỗi lắc. Các bạn nhầm rồi. Mình đang rất là buồn ấy. Kiểu sau hôm nay người ta phân tích xong ấy, mình cảm thấy hụt hẫng vãi nổi luôn ấy, hụt hẫng thật sự. Hoặc là nếu không làm kênh của... Không, nhưng mình nghĩ là mình nên làm kênh của Xích Lợn ấy. Xong rồi lập cho Xích Lợn một kênh mới. Chấn lột. Bởi vì là Xích Lợn, Xích Lợn để kênh như vậy cũng phí à, có làm gì đâu. Đúng không? Thay vì đấy để anh làm. Em làm vlog. Em làm vlog? Ừ thì anh sẽ quảng bá kênh cho anh, cũng cho em thêm lần nữa. Em làm vlog. Còn cái kênh đấy sẽ đổi thành Tuấn HC Live. Đấy, kiểu như vậy. Cám này mà mình coi cám vlog hài rau ở vườn nhà mình nha mọi người. Chứ kênh của anh bị mất đề xuất rồi, em không thấy sót cho anh à? Kiên nhẫn chút đi, có đề xuất mỗi ngày á. Không được bạn ạ, bởi vì nó khó lắm, một khi nó đã mất đề xuất rồi nó khó để có thể lấy lại lắm. Video của mình hay là livestream mình không hề có giật luôn anh em. Đấy là do mạng của các bạn yếu ấy. Xe có xe. Thế bọn này chỉ loanh quanh ở đây thôi.
Hello my friend. I'm xe here, I'm here. Nắm xe thế nhở? Ờ, nhiều xe vãi trưởng luôn. Không biết các bạn tụ tập xe vào đây làm để làm cái gì đây? Mày đây, 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 nghe rồi, nghe rồi. Ô, bắn luôn à? Ai bắn đấy? Nó nhảy xuống mà anh. Trên đồi kìa. Ok, ok. Em xử lý đi xong anh em đi luôn. Đi luôn này. Đi luôn em ơi, đi luôn. Ôi giời, nó thấy kìa. Đi anh ơi. Đây, 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 anh hết tốc lực lên đây. Ui, sánh nhau giòn tan luôn. Nhanh, nhanh, nhanh. Ui, 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 nằm kìa, nằm kìa. Gạt đá nhớ, gạt. Phải gạt. Đừng bắn thằng kia, thằng. Kệ nó, Thằng bạn, ui, nó giết hết rồi. Gạt, đúng rồi. Ê, có thằng ở trên. Hay. Ở bên kia đó. Thôi được rồi, anh cứu. Không, em sợ góc ở bên trái, anh cẩn thận. Đây, em canh bên trái. Nó ở dưới đồi em ơi. Dưới á? Ở đây, ở dưới nha. Dũng bò vào đi. Đây, em bò ở đây thôi. Đi đâu đây anh ơi? Chỗ nào đây? Ngay cái đoạn đi lên. Thế, nó lên này. Nó lên là nó chết à? Thôi để anh cứu Dũng. Nó không lên anh được. Anh gạt mấy thằng kia đi, anh gạt hết rồi. Làm gì còn ai? Kìa, có thằng đang bò kìa. Đâu? Đâu? Đây, trước mặt này. À, rồi. Đây, để anh xin luôn. Còn đâu thằng nào bò nữa anh? Còn ở dưới, còn dưới chân đồi. Cái thằng ấy thì? Không, nó còn chắc chắn. Nó vẫn còn đang ở dưới chân đồi. Em giết một thằng còn li luôn, đang chạy dưới chân đồi luôn đấy. À thế à? Đây này, chỗ này này. Vâng, nó chạy ngang qua em giết rồi. Ok. Thế còn một team nữa đang bắn với bọn này nữa. Đây, trên này hết rồi anh. Có xe. Có xe sao anh? Cho anh. Cho anh mấy đứa ơi. Đây. Tới liền. Tới liền. Ra đi anh ơi. Sao con xe bóc đi. Chết đi bạn ơi. Làm cái nồi gì? Chạy đi đâu? Corona nữa bạn định. À thanh niên nào đấy? Có cục tính kìa. Không, anh nghĩ là đồng đội của cái team đang bắn nhau ở đây đấy. Có xe? Không. Xe em vừa ngồi em xem còn xăng không ấy. Ui thoải mái ở đây đầy xe em ạ, không cần phải thử. Là phê luôn. Ui. Hấp dẫn đấy, anh em lên đây ăn được xem bao mạng phở gì luôn đấy. Cảm ơn đâu đó. Anh từ 6 mạng mà anh lên 11 kill rồi em ạ. Vãi trưởng, em lên 11 kill. Anh lên cứ thế anh gạt thôi. Ôi, gờ lô ra này, trời ơi lại. Về vãi. X6 cho anh em xem rồi. Ta phải múa may tí rồi. Ngày nào em vẫn có đề xuất của anh hả? Ừ, mình hiểu mà anh em, nhưng mà hôm nay mình được bên phía YouTube họ phân rồi, tích kênh cho mình ấy. Mình mới hiểu ra được cái vấn đề. Đổi xe này này. À đấy, ok. Đấy, xe này ok không? Nè anh em lên vớ được cái quả ngon nhờ. Nó chưa gạt được ai luôn. Anh em mình gạt hết. Nhưng mà mình vừa lên là nó anh gạt được à? Anh gạt được hết. Anh gạt được một. Anh em không gạt được ai luôn. Anh lên được 6 kill nè. Anh gạt được một thằng. Sai lần nữa thế nhá. Ô chỗ đấy lên được gì? Việt Nam bắn nhau kìa. Đi em ơi, đi bộ luôn đi. Đi bộ săn người đi. Thế thôi, xuống thôi. Ai lấy cục thính này không này? Ui, các bạn đã bắn nhau nhiều quá. Em không được. Lại delay rồi, 400 ping rồi, đệt. 276 rồi anh ơi. 348 rồi, đù. Đồ ra. Vãi nồi 380. Trước mặt anh em ơi. 392. Trước mặt anh đang có một cuộc đại chiến em ơi. Tút súng delay vãi trưởng anh ạ. 400 rồi, càng lên luôn. Anh 600 rồi, anh 600 ping rồi. Nó đang chạy. 460. Cuộc thi ai ping cao hơn à? 512, đù. Chạy rồi. Anh 690 rồi, đệt trả lụa. Em thi nhau xem. Em 100 xem rồi. Anh 750 rồi, đậu phộng vãi cả nồi. Em lên 600 rồi. Bắn nhá. Từ, đâu? Đây. Bắn đi. Ui, bắn. Mẹ, nó lag. Mẹ, lag điếu yên tâm được luôn. 748. Anh 850 rồi, đệt trả lụa. Gia tăng chỉ số à, đệt trả lụa. Anh nói à. Ai cao hơn à? Hỏng rồi. Đây đang bắn nhau kìa.
Ui, lag quá. Cứu heo mi. Ui nó gạt này, Đi đi, bỏ xuống cái kia để em che. Bắn một lúc sau mới hiện máu kìa. Xuống. Góc này ổn, góc này ổn. Vẫn bắn được đấy. Mà nó bắn được nữa thì thôi cũng chịu thôi chứ biết làm sao. Mẹ nó, em lấy quả smoke mãi chả được rồi. Anh lên 850 rồi em ơi. Ổn định ở 850. Anh ổn định ở 850 bình. Ok rồi đấy. Anh ổn định 850 bình nhá. Bọn em bắn đi, anh ăn 11 kill là đủ rồi. Anh không ăn nữa đâu. Em vẫn 750, ổn định vãi nồi. Linh thật là má vượt. Anh rút mãi không được khẩu súng. Dù má con em cá. Em zoom cái scope lên mà một lúc nó mới zoom lên này. Trời mẹ. Mẹ tôi nhìn tâm mà cái tâm nó chúc hẳn xuống. Buồn em cười. Em ngoài bo em. À, các bạn ở ngoài bo à? Hay nó out hết rồi, outside hết rồi. Ơ còn có hai thằng kìa. Ừ. Ôi, outside hết kìa. Để. Ơ không chạy vào bo kìa. Kiểu nó hình như nó cũng bị lag hay sao á. À, anh bị lag rồi sao ấy? Ừ, nó còn không chạy được cả vào bo luôn đấy. Khi nào top 1 luôn không? Top 1 rồi, anh nghĩ là nó lag nó không chạy được vào bo nữa rồi. Nó đang chửi tiên sư mấy thằng hack lag. bọn mình hack lag ấy. Kìa. Ờ. Nó vẫn đang cố. Thôi cho nó bắn cố không được. Ôi chết luôn bạn rồi. Thế mà vẫn ăn luôn. Kìa. Anh sấy xong anh tắt cho cốp đi xong bạn chết. Vãi cả nồi chịu thua luôn đấy. Sấy tắt cốp đi xong bạn lăn đùng ra bạn chết. Ai vãi nồi à. Chào mừng các bạn đã đến với tuấnhc.vn, web bán hàng uy tín chính chủ tự động của Tuấn Hc. Ngoài ra còn có cộng tác viên xích lợn đầy khả ái và ngây ngất lòng người.